Phần thi bikini nóng bỏng và ứng xử giúp Hương Giang đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Ở phần thi nào, Hương Giang cũng rất tự tin và tỏa sáng. Rất nhiều người hâm mộ không giấu được niềm tự hào về thí sinh của Việt Nam. Ở vòng thi trang phục dạ hội áo tắm và ứng xử, Hương Giang khiến khán giả tự hào vì thần thái tỏa sáng và tự tin của cô. Nếu như trong khuôn khổ cuộc thi, Hương Giang luôn tự tin thể hiện bản lĩnh bằng khả năng giao tiếp tiếng Anh nhuần nhuyễn, thì tại đêm chung kết, cô lại lựa chọn tiếng mẹ đẻ trong phần thi ứng xử. Trả lời với câu hỏi ứng xử ở top 6, giá trị bản thân của bạn là gì? Hương Giang nói, tôi nghĩ rằng giá trị của bản thân mình nằm ở việc tôi sinh ra không may mắn như những người khác. Nhưng tôi đã luôn nỗ lực và trau dồi, cố gắng học tập, cố gắng lao động trau dồi bản thân, để ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để trở thành niềm tự hào cho Việt Nam. Câu trả lời ngắn gọn nhưng xúc tích đã giúp Hương Giang xuất sắc lọt vào top 3. Ở phần thi quyết định, ba thí sinh đến từ Úc, Thái Lan, Việt Nam trả lời câu hỏi chung. Nếu bạn có cơ hội làm việc cho cộng đồng, bạn sẽ làm thế nào để thay đổi thế giới? Hương Giang tự tin cho biết, cô muốn đòi hỏi quyền bình đẳng cho tất cả mọi người, cho người chuyển giới để làm nên một thế giới tốt đẹp. Trước đó, phần thi dạ hội và bikini, Hương Giang cũng đã có những phần trình diễn gây ấn tượng và liên tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Chính vì vậy, ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 không thể không gọi tên Hương Giang, thí sinh đại diện cho dân tộc Việt Nam. Hiện rất nhiều khán giả vỡ òa trước những nỗ lực và thành công mà Hương Giang đã đạt được.